đuổi hết vô cùng thương tiếc vì anh không có mặt ngày hôm nay. Có chứ gì đó. Thì là thiệt tình với anh vì anh không có mặt ngày hôm nay. Chúc cả hôm nay vì anh không có mặt ngày hôm nay. Chúc anh. Chúc một anh thôi. Gửi một cái đuôi để làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.